Các bạn đang nghe truyện nương tử nhà ta là kiếm thần trên kênh TV Audio CV. Chương 539, có thể quay đánh thì đừng đơn đấu. Mau chạy đi, ta không còn sức để đưa ngươi đi nữa. Tần Phong dùng ý niệm truyền đạt thông tin cho Kim Sĩ Đại Bằng. Ngoài dự liệu của hắn, Kim Sĩ Đại Bằng không hề chạy trốn, mà ngược lại còn bay đến đậu trên vai Tần Phong. Đại Bằng nhất tộc có sự kiêu ngạo của riêng mình, đã từng lập lời thề, há có thể vì cái chết cận kề mà bỏ mặt ân nhân, sát khí ập đến, phong tỏa không gian. Để trận pháp kỳ môn bát quái ngọc bao phủ toàn thành, Hiên Nhất đã dùng hết sức lực, hắn không còn cách nào cứu Tần Phong được nữa. Kim sĩ đại bằng vận toàn thân nội lực, muốn chống đỡ công kích, nhưng trước thực lực trên lệch tuyệt đối, sự giải dụ cuối cùng này cũng chẳng có tác dụng gì. Không ngờ, ta lại chết cùng một tiểu tử nhân tộc. Thế sự vô thường mà tần phong cười khổ chỉ nghe một tiếng nổ vang trời mọi người đều nheo mắt luồng khí thế hung hãn kia đã nuốt chửng thân ảnh của tần phong và kim sĩ đại bằng bọn họ đều hiểu rõ một điều không ai có thể sống sót dưới công kích như vậy thế nhưng nỗi đau đớn và cái chết như dự đoán lại không hề ập đến tần phong chỉ cảm thấy luồng khí mạnh mẽ thổi tung mái tóc và y phục của mình hắn chậm rãi mở mắt một bóng người áo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt chỉ bằng một bàn tay đã cản lại công kích của ngạo nhân ánh mắt hơi dời lên trên là chiếc mặt nạ trắng quen thuộc là quỷ thủ đại nhân sao ngày ấy lại xuất hiện ở đây nhìn bóng lưng đối phương cũng không biết vì sao tần phong lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu hắn lại nhớ đến lời phó tiền bối từng nói càng thêm hiếu kỳ về thân phận thật sự của quỷ thủ dưới lớp mặt nạ trắng tần kiến an hai mắt tràn đầy lửa giận nếu như hắn đến muộn một khắc hậu quả thật khó mà lường được nắm tay trái đột nhiên vung lên lập tức đánh tan khí thế của ngạo nhân chuyển biến bất ngờ khiến mọi người kinh hãi tiếp đó bọn họ chỉ thấy từ nơi tần quân sư đang đứng một bóng người mặc áo đen đầu đội mặt nạ trắng trong nháy mắt đã lướt đến trước mặt ngạo nhân bắt quỷ thủ đối với nhân vật vang danh này sở vương tự nhiên có chút hiểu biết nhưng người này chẳng phải đã mất tích nhiều năm rồi sao, loài người nhỏ bé. Ngạo nhân há miệng nói tiếng người, định tiếp tục triển khai công kích. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn lật đổ nhận thức của nó. Tần lão cha nội thể kinh khí cuồn cuộn, hội tụ vào tim, trực tiếp thi triển ra hình thái cuối cùng của cực ý, kinh thần nhìn Hắc Bào nhân cơ thể không gian vặn vẹo, Ngạo nhân dường như cảm nhận được nguy hiểm chết người, nó kinh hãi nói, đây là lực lượng gì? lời còn chưa dứt cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong quỳnh vũ thành thân thể khổng lồ của ngạo nhân vậy mà lại bị đánh bay lên không trung không ai nhìn thấy thân ảnh của hắc bào nhân nhưng tất cả đều biết người nọ vẫn còn đó bởi vì trên người ngạo nhân các vết thương do bị đánh không ngừng xuất hiện tiếng va chạm của da thịt và tiếng kêu đau đớn của ngạo nhân vang lên liên tiếp liệt tướng quân người nọ rốt cuộc là ai có võ hầu quân tướng sĩ nuốt nước miếng nhỏ giọng hỏi yêu quỷ có thực lực khủng bố như vậy vậy mà trước mặt người nọ lại không có sức đánh trả liệt anh trừng lớn hai mắt bắt quỷ thủ hắn vậy mà không chết bắt quỷ thủ tiếng lành đồn xa mặc dù các tướng sĩ chưa từng tận mắt nhìn thấy vị truyền kỳ này nhưng đều đã từng nghe danh cùng nam thiên long được xưng là hai vị tư mệnh mạnh nhất đại càng từ trước đến nay hôm nay được chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền có lẽ bọn họ đã được cứu rồi mà tây vực cũng sẽ vượt qua cơn nguy cơ này tần phong nhìn lên bầu trời đêm thần sắc vô cùng phức tạp đúng lúc này hai bóng người nhẹ nhàng đáp xuống rơi xuống bên cạnh hắn chẳng phải là liễu kiếm ly và thương phi lan sao nương tử hai người không sao là tốt rồi vừa thoát chết tần phong nhìn thấy hai người liền muốn dang rộng vòng tay nhưng cảnh tượng cảm động đến rơi nước mắt lại không xuất hiện, chào đón hắn là hai cái tác tai giòn tan. Dấu tay đỏ ẩn từ từ hiện lên, không chỉ đánh cho tần phong choáng váng mà còn khiến kim sĩ đại bằng đứng bên cạnh ngơ ngác. Liễu kiếm ly cho mày, vì sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Thương Phi Lan cũng lạnh giọng nói, chuyến đi thư lương thành, xem ra cũng không khiến ngươi tiến bộ chút nào, không biết quý trọng tính mạng của mình. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn hai ta giống như ngươi, không màn sống chết hay sao. Với thực lực của họ, trên đường đến đây, đã nhìn thấy cảnh Tần Phong giải cứu các tướng sĩ trong thành. Hai cái tác này của họ không mang ý trách mắng, chi bằng nói là lo lắng và sợ hãi. Họ sợ mất đi. Tần Phong xoa xoa mặt, há miệng, không biết nên nói gì. Lúc này, hai người lao vào lòng Tần Phong, dường như chỉ có cảm nhận được hơi ấm của đối phương, mới có thể khiến trái tim bất an của họ bình tĩnh lại nhìn hai mỹ nhân trong lòng đang lo lắng sợ hãi, Tần Phong lộ ra vẻ ấy nấy, ta không sao, đừng lo lắng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Từng tiếng mũi nhẹ nhàng vang lên. Cảnh tượng cảm động như vậy, lại khiến kim sĩ đại bằng độc thân bấy lâu nay cảm thấy không được tự nhiên. Hay là ta cũng nên tìm một con chim mái nhỉ? Nó thầm nghĩ. Vút, Phó Nhược Vân do trên người có vết thương, nên đến muộn một bước nàng nhìn thấy cảnh tượng ba người ôm nhau lộ ra thần sắc kỳ quái và hâm mộ ba người tần phong nghe thấy động tĩnh lặng lẽ tách ra trên mặt liễu kiếm ly và thương phi lan thoáng qua một tia đỏ ửng tần phong ngẩng đầu nhìn lên trận chiến gần như đang diễn ra theo chiều hướng một chiều ngạo nhân với thân thể to lớn bị liên tiếp đánh trúng lơ lửng giữa không trung nhưng yêu quỷ có thể thôn vệ thần hồn của thần ma há có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy nó chẳng qua là vừa mới thức tỉnh không lâu, còn chưa thể hoàn toàn khống chế được lực lượng của bản thân mà thôi. Gào, tiếng gầm rung trời lở đất vang lên, u minh quỷ hỏa từ người nó bùng phát, đánh bật tầng lão cha đang thi triển kinh thần. Tần Phong thi triển xong đồng dị năng quét qua, sắc mặt ngưng trọng nói, khí thế của quỷ thủ đại nhân đang không ngừng suy yếu. Phó Nhược Vân giải thích, kinh thần là hình thái mạnh nhất của cực ý, tiêu hao nội lực rất lớn. Nhưng trước khi đến đây, ngài ấy đã giao chiến với kẻ địch khác một trận, lúc này không phải trạng thái tốt nhất. Thực lực của Quỷ Đao, đảm nhiệm tư mệnh một vực cũng quá đủ, tự nhiên không yếu. Cho dù Quỷ Thủ chiến thắng đối phương, cũng bị tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa khí tức u lục trên bầu trời đêm vẫn đang không ngừng lan ra bốn phía, những sinh linh có thực lực thấp kém đang bị ngạo nhân hấp thụ sinh hồn, tăng cường lực lượng. Một bên suy yếu, một bên lớn mạnh tình thế chỉ có thể ngày càng bất lợi. Đúng lúc này, U Minh Hỏa Diễm hóa thành xiềng xích trói buộc quỷ thủ, tiếp theo một bàn tay khổng lồ bằng lửa xanh từ trên trời giáng xuống. Nếu như mục kích này đánh trúng, quỷ thủ chắc chắn sẽ bị trọng thương. Phó Nhược Vân muốn ra tay hỗ trợ, nhưng cơn đau trên hai cánh tay khiến động tác ngưng tụ kình khí của nàng thượng lại. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhanh như chớp, không chỉ cản lại công kích của ngạo nhân mà còn thuận tay xé tan xiềng xích trói buộc quỷ thủ mọi người tần phong nhìn kỹ người đến chính là bạch vô địch ngạo nhân phẫn nộ gầm lên định tiếp tục phát động công kích nhưng chính đạo hồ hỏa màu xanh trong nháy mắt đã đến trên bầu trời đêm giọng nói yêu kiều vang lên cửu vĩ viêm thanh đăng tra hồn lời vừa dứt chính đạo hồ hỏa bùng nổ dữ dội vậy mà lại đánh bật thân thể khổng lồ của ngạo nhân tiếp đó thanh viêm hóa thành xiềng xích trói chặt ngạo nhân, người đến, tự nhiên là tộc trưởng đồ sơn hồ tộc, hữu tô thiên duyệt. Bạch vô địch liếc mắt nhìn, biểu môi, ta xưa nay không thích lấy nhiều hiếp ít, càng không cần phải liên thủ với con hồ ly tinh nhà ngươi. Hữu tô thiên duyệt miễn cười, ta cũng vậy. Tần phong nghe vậy, lập tức trở nên căng thẳng, địch mạnh ta yếu, hai người này đừng có làm loạn a. lúc này, đừng có giống như những tình tiết cẩu huyết kia, nói cái gì mà đạo nghĩa, rồi đòi đơn đấu. Có thể đánh hội đồng cho chết thì tuyệt đối đừng nương tay, may mắn là lo lắng của Tần Phong là thừa thải. Bởi vì Bạch Vô Địch và Hữu Tô Thiên Duyệt vô cùng ăn ý nhìn nhau cười, bất quá. Hôm nay ngoại lệ. Ngao Nhân phát ra tiếng gầm gừ giận dữ, nó dùng thân thể cường hãn của mình để chống đỡ lại thần thông bản mệnh của Hữu Tô Thiên Duyệt, thanh đăng tỏa mệnh. Ánh mắt đỏ ngầu của nó quét qua mọi người, u minh hỏa diễm bùng cháy từ cơ thể ngọn lửa màu lục lam có thể thiêu đốt thần hồn ngay cả những cường giả như quỷ thủ thân thể cũng hơi run rẩy dưới chiêu thức này bọn họ cố gắng ổn định tâm thần nhìn ngao nhân với vẻ mặt nghiêm trọng đối phương đã bị u minh hỏa diễm bao phủ nếu tấn công liều lĩnh rất có thể sẽ bị nó cướp đi thần hồn nhưng nếu mặc kệ theo sự lan rộng của u minh giới vực của ngao nhân sẽ ngày càng có nhiều sinh linh ở tây vực bị ảnh hưởng ngay lúc này hứa lạc hiền bay lên không trung lấy ra một vật từ trong ngực may mà sư tôn có tiên kiến chi minh đã giao thứ này cho ta tần phong nhìn thấy hứa lạc hiền trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì người này chính là người kể chuyện mà hắn đã gặp trong quán rượu ở phụng thiên thành hơn nữa khí tức dâm tà mà người này tỏa ra gần như giống hệt với ông thầy bói trước đó điều này cho thấy hai người bọn họ là cùng một người ánh mắt hắn hướng xuống phía dưới nhìn vào vật trong tay đối phương đó là một cái thạch đài màu đen to bằng bàn tay đây là thứ gì tần phong trong lòng hiếu kỳ phóng to hứa lạc hiền chỉ vào thạch đài hét lớn một tiếng thạch đài bay lên không trung bạch quan dân trào đón gió mà lớn không bao lâu đã bao phủ trên đỉnh đầu ngao nhân một màn khó tin xuất hiện u minh hỏa diễm vốn khiến người ta bất lực vậy mà lại bị áp chế trở về tần lão cha nhìn thấy vậy trầm giọng nói thượng cổ hỗn nguyên bảo khí thần đài. Hứa Lạc Hiền chắp tay cung kính nói, vân mệnh thiên giám quốc sư, đặc biệt đến trợ giúp chư vị một tay, dùng vật này áp chế u minh hỏa diễm, chư vị có thể hợp lực tiêu diệt ngao nhân. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau một cái, sau đó ngầm hiểu. Hữu Tô Thiên Duyệt là người ra tay trước, chính đuôi vung lên, đầu đuôi sáng lên ngọn lửa, đỏ rực chói mắt, sau đó chính đuôi quất một cái, hồ hỏa tràn ra. Đây chính là cửu vĩ viêm, xích phim phần thiên, ngao nhân bị hồ hỏa thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi. Bạch vô địch gầm lên một tiếng chấn động, hóa thành hình dạng nửa người nửa thú, hai tay ngưng tụ phong cương, sau đó vung mạnh một cái, không gian bị xé toạc. Một kích này, trực tiếp chém đứt sừng trên đầu ngao nhân, tim tần lão cha đập mạnh, một lần nữa thi triển kinh thần, sau lưng ông xuất hiện hư ảnh quỷ thủ màu đen, sau đó hư ảnh dung nhập vào nắm đấm phải của ông. Không gian vang lên tiếng vỡ vụn, đợi đến lúc tích tụ lực lượng đến cực hạn, tần lão cha tung ra một quyền. Thiên địa tĩnh lặng, bề mặt thượng cổ hỗn nguyên bảo khí, trấn thần đài, thậm chí còn xuất hiện một vết nứt nhỏ, khiến hứa lạc hiền lộ ra vẻ mặt đau lòng. Mà quyền phong lướt qua ngao nhân, thân thể to lớn của nó khựng lại, tiếng gầm rú biến mất, ánh sáng đỏ trong mắt cũng dần tiêu tan. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, thân thể ngao nhân hóa thành tro bụi, không ngừng tiêu tán, uy lực của một quyền này đủ để hủy thiên diệt địa. Thắng? Thắng rồi sao? Một tên tướng sĩ không dám tin hỏi. Phó Nhược Vân thở ra một hơi, người đàn ông đó vẫn mạnh mẽ như trong ký ức của nàng. Lẽ thường mà nói, ngao nhân đã chết, tai họa tây vực lần này coi như là kết thúc triệt để. Thế nhưng Tần Phong lại đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, mặt đất bắt đầu rung chuyển không ngừng, hơn nữa càng lúc càng dữ dội chuyện gì vậy, liệt anh nhìn mặt đất dưới chân, vậy mà lại nhìn thấy vô số vết nứt. Các tướng sĩ cũng phát hiện ra điều bất thường, hoảng sợ vô cùng. Các vết nứt trên mặt đất ngày càng nhiều, khe nứt ngày càng lớn. Không chỉ như vậy, trong khe nứt còn có u minh hỏa diễm màu xanh lục phun ra, sao lại? Như vậy, hữu tô thiên duyệt nhíu mày, cảnh tượng này chẳng phải là giống hệt với hình ảnh nhìn thấy trong chiếu thiên thạch sao? Thế nhưng, ngao nhân rõ ràng đã bị bọn họ tiêu diệt rồi mà tần phong lập tức ra lệnh cho kim sĩ đại bàng biến thành hình dạng lớn sau đó cùng phong gào thét đại bàng chở theo các tướng sĩ và bá tánh còn sống sót trong quỳnh vũ thành bay lên không trung tránh né sát khí nhìn u minh hỏa diễm cuồn cuộn phun ra phía dưới nỗi bất an trong lòng tần phong càng thêm mãnh liệt lúc trước nguy hiểm trùng trùng hắn còn chưa có thời gian suy nghĩ lúc này nhớ lại một nghi vấn hiện lên trong đầu không thể xua tan nhóm người đeo mặt nạ quỷ kia hao hết tâm huyết hồi sinh ngao nhân tại sao lại không ra tay giúp đỡ nó với thực lực của những người đeo mặt nạ quỷ kia cộng thêm ngao nhân với thực lực kinh người thắng bại trận chiến này khó mà đoán trước được đột nhiên tần phong đoán được một khả năng trừng lớn hai mắt lẩm bẩm trừ phi những người đó thúc đẩy ngao nhân thức tỉnh vốn dĩ đã không muốn để nó sống bọn họ cố ý để ngao nhân chết đi bọn họ muốn kích hoạt thần thông bản mệnh sau khi ngao nhân chết bạch vô địch dẫn đầu các yêu vương đến quỳnh vũ thành chi viện long mạch chi địa của nàng đương nhiên mất đi lực lượng phòng thủ mạnh mẽ quỷ đao bị mất một cánh tay cùng với cung độc quỷ phật tần vân ngạo vân vân bước ra khỏi cái miệng khổng lồ hư ảo xuất hiện ở sâu trong dãy núi cùng lúc xuất hiện còn có một nam tử mặc áo bào xám lôi thôi lết thết chính là quỷ đao quay đầu nhìn về phía quỳnh vũ thành lẩm bẩm nói sau khi giao thủ với ta vậy mà vẫn còn dư lực như vậy thượng cổ hổ nguyên bảo khí trấn thần đài cũng được tế ra cộng thêm bắt quỷ thủ đột nhiên xuất hiện ngao nhân chết cũng không oan quỷ phật trầm giọng nói chỉ là đối phương có chuẩn bị mà đến xem ra kế hoạch tây vực lần này cũng không hoàn toàn qua mắt được thiên giám quốc sư nghĩ đến đây quỷ phật liếc mắt nhìn người đang khắc họa trận pháp tức giận nói có phải là ngươi không bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Quỷ Phật vốn đã không tin tưởng người này, nay đại kế Tây Vực, mọi chuyện đều gặp trở ngại, thậm chí còn phải hy sinh thiên khôi, là điều bọn họ không ngờ tới. Hắn đương nhiên là người đầu tiên nghi ngờ thẩm lê. Người kia vẫn cúi đầu khắc họa trên mặt đất, giống như không nghe thấy gì, căn bản không trả lời. Đúng lúc này, hư không chấn động, một bóng đen chậm rãi bước ra, thản nhiên nói, thủ đoạn bói toán của thiên giám quốc sư đã đạt đến mức thông thiên cho dù ta có che giấu thiên cơ như thế nào cũng sẽ để lộ ra một chút sơ hở hơn nữa vì đại kế tây vực chúng ta đã hy sinh thiên khôi làm sao có thể tiếp tục giảm bớt nhân lực quỷ phật ngươi hiểu ý ta chưa quỷ phật nghe vậy lập tức im lặng mồ hôi lạnh trên trán túa ra bóng đen lại nhìn về phía quỷ đao nhìn thấy cánh tay phải đã biến mất của hắn thản nhiên nói chuyến đi này ngươi công lao rất lớn vất vả rồi giọng nói vừa dứt cánh tay phải bị chấn nát thành huyết vụ của quỷ đao vậy mà lại mọc ra xương trắng và huyết nhục cho đến khi khôi phục như lúc ban đầu thẩm lê nhìn thấy vậy có chút kinh ngạc nói thuật pháp này có chút thú vị là thời không hồi tố hay là tiên pháp tương tự như khô một phùng xuân bóng đen lắc đầu chỉ là thuật pháp kết nối nhàm chán mà thôi chuyển thương thế trên người quỷ đao sang cho người khác gánh chịu cái giá phải trả chỉ là cánh tay phải của trăm người dân thường mà thôi. Ra là vậy. Gật đầu, trong mắt tràn đầy hứng thú. Trận pháp luyện hóa Long Linh thế nào rồi? Hắn trả lời, trận pháp đã hoàn thành từ lâu, chỉ là đang chờ thời cơ. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, chính là lúc này. Hai tay khép lại, đột nhiên vỗ mạnh xuống đất, trận đồ trên mặt đất bột phát ra lam quang chói mắt, sau đó bắn thẳng lên trời lam quan hướng bốn phía khuếch tán, sau đó kết nối toàn bộ long mạch chi địa của bạch vô địch. Tiếp đó, lam quan của trận pháp hóa thành màu đỏ thẫm, cùng lúc đó, từ sâu trong lòng các long mạch chi địa, truyền ra tiếng long ngâm gầm rú. Vài luồng long linh bị trận pháp rút ra, sau đó cưỡng ép dung hợp vào một chỗ. Mất đi long linh, long mạch chi địa cây cối khô héo, sông ngòi cạn kiệt, đại địa nứt nẻ, vạn vật mất đi sinh cơ. Thẩm Lê không mảy may quan tâm, chỉ khẽ động ngón tay, luyện hóa toàn bộ Long Linh thành một đoàn thanh quang như nước chảy. Tần Vân Ngạ, hắc ảnh lên tiếng gọi. Tần Vân Ngạ nghe vậy, thi triển không gian chi thuật, một cái miệng khổng lồ hư không xuất hiện, đầu kia kết nối với. Quỳnh Vũ Thành, Thẩm Lê khẽ xoay cổ tay, Long Linh đã được luyện hóa liền bị cuốn vào trong cái miệng khổng lồ kia. Kim sĩ đại bằng vỗ cánh bay cao, mang theo mọi người Quỳnh Vũ Thành bay lên không trung lúc này thành trì đã biến thành biển lửa u minh trông chẳng khác nào địa ngục đây là bản mệnh thần thông sau khi ngao nhân chết sao phó nhược vân cao mày nói ầm ừ, cùng với một tiếng nổ vang trời đại địa nứt toát một khe nứt sâu hoắm hiện ra tần phong trông thấy sắc mặt vô cùng ngưng trọng bởi vì cảnh tượng này giống hệt với những gì hắn đã thấy trên đồ sơn chiếu thiên thạch năm xưa vẻ mặt hữu tô thiên duyệt đại biến lên tiếng quát không thể để u minh chi hỏa tiếp tục thiêu đốt, mau nghĩ cách ngăn cản. lời còn chưa dứt, hư không bỗng xuất hiện một cái miệng khổng lồ, tiếp đó một luồng thanh quang như nước chảy chui vào khe nước trên mặt đất. kia là cái gì? bạch vô địch hiếu kỳ hỏi. không ai có thể trả lời, chỉ là tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện u minh chi hỏa của quỳnh vũ thành đều đổ dồn vào khe nước sâu hóm kia, sau đó biến mất không còn tăm hơi. hô hình như có tiếng gió rít gào xa xăm mà trống trải. Bầu không khí quỷ dị khó tả, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào khe nước, nín thở ngưng thần. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, hơi thở phả ra đều hiện lên sương trắng. Trên bề mặt tàn tích đổ nát của Quỳnh Vũ Thành đổ nát, vậy mà lại kết một lớp sương trắng, cẩn thận một chút. Tần lão cha bay lên không trung, nhìn chầm chầm vào khe nước, toàn thân đề phòng. Bạch vô địch và hữu tô thiên duyệt cũng không dám lơ lỏng. Đúng lúc này, U Minh chi hỏa lại bùng lên từ khe nước, thiêu đốt mãnh liệt hơn. Hàng khí kinh người phun trào, trong ngọn lửa màu xanh lục kia, không gian nứt toát, giống như một cánh cửa, khi hữu tô thiên duyệt nhìn thấy không gian nứt toát, tia may mắn cuối cùng trong lòng bà cũng tan biến. Khe nứt U Minh quỷ giới đã được mở ra, không ai biết sẽ có thứ gì chui ra từ đó. Thình thịch, thình thịch, cái lạnh thấu xương khiến tất cả mọi người đều tập trung cao độ, bọn họ thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Áp lực vô hình, giống như một bàn tay khổng lồ, bóp nghẹt trái tim của mỗi người. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Một cánh tay xương khổng lồ, giống như được tạc từ băng giá, thò ra từ khe nứt u minh quỷ giới, hung hăng đập xuống mặt đất. Cả quỳnh vũ thành rộng lớn, chỉ với một đòn, đã sụp đổ hoàn toàn, luồng khí mạnh mẽ xen lẫn hàng khí kinh người ập mặt, kim sĩ đại bằng không dám chậm trễ, vỗ cánh bay lùi về phía sau. Còn quỷ thủ tam nhân, cũng thi triển thủ đoạn, ngăn cản dư ba mạnh mẽ do cánh tay xương kia tạo ra. Tiếng gào thét chói tai vang lên, cánh tay xương kia chống xuống đất, chủ nhân của nó dường như muốn chui ra từ khe nứt không gian chật hẹp kia. Nhưng cho dù nó có cố gắng thế nào, cũng không thể dán lâm đến nhân gian. Có lẽ là không cam lòng, hoặc là vì muốn trút giận, Móng vuốt bằng băng giá lại hung hăng đập xuống mặt đất. Một cái, lại một cái. Một cái, lại một cái. Quy lực kia khiến cho vùng đất mười dặm xung quanh sụp đổ, tiếng nổ vang trời liên tiếp không dứt. Giữa những tiếng nổ ầm ầm kia, một tiếng "chắc" vang lên, âm thanh tuy không lớn, nhưng lại giống như vang lên bên tai mỗi người. Cánh tay xương dừng động tác, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ánh mắt kinh hãi tột độ bởi vì khe nứt không gian chật hẹp kia vậy mà lại bị chống đỡ thêm một chút cánh tay xương thu về hai móng vuốt khổng lồ thò ra mỗi bên một cái nó muốn cưỡng ép chống đỡ khe nứt không gian tiếng rắc rắc không dứt bên tai khe nứt cũng không ngừng mở rộng từ ban đầu chỉ rộng ba trượng đã tăng lên năm trượng mười trượng không ai dám tưởng tượng nếu cứ tiếp tục như vậy tồn tại bên trong giáng lâm đến nhân gian sẽ mang đến tai họa khủng khiếp đến mức nào tầng kiến an cao mày đang định ra tay ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra, chủ nhân của móng vuốt kia vậy mà lại bị một luồng lực lượng mạnh mẽ kéo ngược trở về, tiếp đó, từ trong khe nứt không gian truyền ra tiếng nhai nuốt khiến da đầu người ta tê dại. Tực. Ừ. Tiếng nuốt nước bọt vào lúc này lại trở nên chói tai vô cùng. Tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Chủ nhân của cánh tay xương kia chắc chắn không yếu, nhưng rốt cuộc là ai, chỉ trong nháy mắt đã giết chết nó, nuốt chửng vào bụng, bên trong u minh quỷ giới đều là những quái vật gì. Tần phong sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay nắm chặt lấy hai người vợ bên cạnh, mắt không chớp, nhìn chầm chầm vào khe nứt không gian kia. Rất lâu sau, tiếng nhai nuốt mới dừng lại. Nhưng không ai vì thế mà yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng bất an. Bởi vì tiếng nhai nuốt dừng lại, chứng tỏ tồn tại đáng sợ kia đã ăn xong chủ nhân của cánh tay xương, Vậy tiếp theo nó sẽ làm gì, nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, từ trong khe nứt, một con người màu trắng bạc khổng lồ xuất hiện, một giọng nói trẻ con trong trẻo của nữ tử vang lên, "Ta có thể sang bên kia không?" Một nam tử đáp, "Thiếu chủ, u minh quỷ giới đang lúc nước sôi lửa bỏng, bốn phương quỷ vương còn cần người." Hơn nữa, tồn tại như người, thiên địa pháp tắc của nhân gian không thể nào chịu đựng nổi, người vừa bước vào đó, sẽ khiến cho một giới kia sụp đổ. Ừm, thật là nhàm chán, vậy khe nứt không gian này còn giữ lại làm gì, hủy đi là được." Nữ tử trẻ con bất mãn nói. "Nơi này giao cho ta xử lý, thiếu chủ người mau trở về đi." Cuộc đối thoại khó hiểu, khiến cho những người nghe thấy đều ngây người tại chỗ. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là tồn tại đáng sợ của một giới khác sẽ không giáng lâm đến nhân gian, nhưng người khiếp sợ nhất chính là Tần Phong. Bởi vì giọng nói của nam tử kia, hắn vô cùng quen thuộc đó rõ ràng là giọng nói của lý dương tiền bối ở tấn dương thành nhưng lý tiền bối không phải đã chết từ lâu rồi sao kinh ngạc hoang mang lo lắng bất an đang xen trong lòng tần phong nhìn thấy khe nứt không gian lóe lên một tia sáng đỏ sau đó càng ngày càng nhỏ tần phong nuốt nước bọt lẩm bẩm tự nhủ lý tiền bối là người sao giọng nói rất nhỏ chỉ có liễu kiếm ly và thương phi lan bên cạnh mới có thể nghe rõ tướng công Chàng đang nói gì vậy?" Thương Phi Lan kinh ngạc hỏi. Liễu Kiếm Ly cũng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. "Không có gì, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi." Tần Phong cười tự dễu. Nhưng đúng lúc này, từ khe nứt đang không ngừng thu nhỏ kia, vậy mà lại truyền ra tiếng kinh ngạc của nam tử. Tiếp đó, một điểm sáng đỏ giống như tàn lửa, bay ra khỏi khe nứt, theo gió lay động, cuối cùng rơi xuống trước mặt Tần Phong. Tần Phong đưa tay bắt lấy điểm sáng đỏ kia, sau đó xuề lòng bàn tay ra xem, vẻ mặt ngạc nhiên. Tàn lửa sắp xếp lại, chỉ thấy bốn chữ to, đến mộ ta, cùng lúc đó, thiên địa bỗng chấn động. Khe nứt không gian u minh quỷ giới, cuối cùng cũng hóa thành một chấm đen biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Mà trận đại họa Tây Vực lần này, cũng chính thức hạ màn. Hắc ảnh vung tay phải lên, dãy núi dưới chân nứt toát, một luồng sáng xanh u ám hóa thành thủy đoàn hội tụ vào lòng bàn tay hắn sau đó biến mất không thấy đâu đây chính là tàn hồn của thần ma kia sao thẩm lê nghiêng đầu hỏi hắc ảnh gật đầu hiện giờ tán thiên cơ bản đã thu thập đủ những thứ mà yêu quỷ đã nuốt chửng trong đêm thần thực năm xưa chỉ còn thiếu vật cuối cùng cuộc sống của thần ma hắn đã biết được tung tích của vật ấy chỉ là muốn lấy thứ đó còn cần phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian mà tâm tư của quỷ đao và những người khác vẫn còn đặt trên u minh quỷ giới vừa rồi từng cảnh tượng xảy ra ở quỳnh vũ thành bọn họ đều thông qua tiên pháp của thẩm lê mà nhìn thấy được chưa nói đến cánh tay xương lạnh lẽo đáng sợ kia đoạn đối thoại kỳ quái kia rốt cuộc là chuyện gì chủ thượng bên trong u minh quỷ giới kia quỷ phật muốn nói lại thôi hắc ảnh khẽ động một lúc sau mới thản nhiên lên tiếng thượng cổ từng có lời đồn thế gian chia làm tam giới mỗi giới đều có chủ nhân của mình nếu ta đoán không lầm chủ nhân của giọng nói trẻ con kia hẳn là quỷ chủ của U Minh quỷ giới mà U Minh quỷ giới từ lâu đã không còn phát tắc như xưa có thể triệu hoán tàn hồn của nhân gian dẫn dắt bọn họ tiến vào luân hồi chắc hẳn là bên trong quỷ giới đang xảy ra biến cố gì đó đây cũng là nguyên nhân ta muốn mở ra U Minh quỷ giới để tự mình tìm hiểu trong tam giới thiên địa phát tắc của nhân gian là yếu nhất tiếp đến là u minh quỷ giới cuối cùng mới là tiên giới thế nhưng thời thượng cổ vì sao thần ma trong tiên giới lại thèm muốn vùng đất cằn cỗi này của nhân gian nhất định là có biến cố gì đó khiến bọn họ bất đắc dĩ phải làm như vậy mà từ tình cảnh của u minh quỷ giới cũng có thể nhìn ra được một số manh mối cánh tay xương lạnh lẽo khổng lồ kia biến cố của u minh quỷ giới có lẽ chính là do tồn tại kia gây ra thẩm lê vuốt cằm suy tư là đại đệ tử đứng đầu của thiên giám quốc sư đọc đủ loại sách vở nhưng hắn vẫn không có chút ấn tượng nào về cánh tay xương kia chỉ có thể nói tồn tại kia đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn trong lúc mọi người trầm ngâm hắc ảnh lên tiếng được rồi chư vị kế hoạch tây vực lần này tuy đã hy sinh một vị trí đồng đạo hợp nhưng mục đích coi như cũng đã đạt được những ngày tiếp theo, chư vị hãy tĩnh tâm chờ đợi, triệu hoán thần ma giáng thế, ngày thanh tẩy mảnh đất này sẽ không còn xa nữa. Nghe vậy, thẩm lê ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, lẩm bẩm tự nhủ, hy vọng ngày đó đến, có thể mang đến cho nhân gian một chút chuyển biến tốt đẹp hơn. Trong lúc nói, cảnh tượng nhật nguyệt lu mờ, trời đất nứt toát, xác chết đầy đồng lóe lên trong đầu hắn. Đó là cảnh tượng thảm khốc mà hắn đã nhìn thấy trước đây. Nam vực, Bên ngoài trấn Linh Quang, trong Thiên Sơn. Có một cổ quan tài băng khổng lồ, bên trong quan tài băng nằm một thân thể to lớn, có thể nhìn thấy lỗ máu ở ngực, bên trong không có tim, nhưng lại có thịt non không ngừng ngọ ngoậy kết nối vào một chỗ, chính là Ca Lâu La Vương, mà bên cạnh quan tài băng còn có một bóng người đứng đó, đầu đội mặt nạ quỷ, khoác trường bào đen đỏ xem kẻ, trước ngực còn có hình xăm số 2. Người này chính là người đeo mặt nạ quỷ đã ngăn cản trấn thần ti ngự ở Phụng Thiên Thành, hơi thở của U Minh, âm thanh trầm đục truyền ra từ trong quan tài băng. Xem ra, chuyến đi Tây Vực coi như thuận lợi. Người đeo mặt nạ quỷ vừa nói, đột nhiên hít một hơi lạnh, che cánh tay trái. Mà ở bả vai trái của hắn, lại vô duyên vô cớ phun ra máu tươi, chết tiệt, rõ ràng đã chữa khỏi cánh tay trái, vậy mà vết thương vẫn luôn tồn tại. Lúc trước, một chiêu tùy ý của trấn thần ti ngự đã nghiền nát cánh tay trái của hắn sau chuyến đi phụng thiên thành hắc ảnh đã giúp hắn mọc lại cánh tay trái thế nhưng cho dù là vậy tình huống như vừa rồi vẫn thường xuyên xảy ra ca lâu la vương trong quan tài băng dường như cảm nhận được điều gì cười khẩy nói nên nói ngươi gan dạ hay là không biết gì mà không sợ lại dám đến phụng thiên thành động vào lão già kia ngươi có biết lão già đó ở phụng thiên thành gần như là tồn tại bất bại nếu không phải hắn không thể tùy ý rời khỏi đế đô một mình hắn có thể quét sạch gần hết yêu quỷ của bốn vực người đeo mặt nạ quỷ lạnh lùng đáp trả những lời vô nghĩa này không cần phải nói nữa giao dịch đã đạt thành đừng quên lời hứa của ngươi nhiều nhất là một năm bên trong quan tài băng thản nhiên đáp tốt vậy chúng ta chờ ngươi một năm giọng nói rơi xuống người đeo mặt nạ quỷ biến mất trong không khí việc u minh quỷ giới mở ra Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng những tồn tại đỉnh cao trong đại càng tứ vực vẫn cảm nhận được u minh chi khí kia. Dù sao, thứ này vốn dĩ không thuộc về nhân gian. Cực đông vực, lãnh địa của Atula, Atula vương với thân hình cao lớn, toàn thân màu lam chàm đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn về hướng Tây. Thiên cực la, một trong tứ đại chiến vương của Atula tộc bên cạnh hắn tò mò hỏi, vương, có chuyện gì mà kinh động như vậy? cảm nhận được u minh chi khí có chút kinh ngạc mà thôi dù sao hơi thở kia đã hơn ngàn năm chưa từng cảm nhận được rốt cuộc là vì sao u minh quỷ giới trong mắt thiên cực la cũng xẹt qua một tia ngưng trọng lão già đặng mặt kia còn sống khỏe chứ thiên cực la hừ lạnh một tiếng tạm thời còn chưa chết được vậy thì thật đáng tiếc trên mặt a tu la vương lộ ra nụ cười dữ tợn dù sao lời đánh cược của ta là thực hiện với một mình đặng mặt nếu lão già đó chết rồi, chuyện đã hẹn ước lúc trước tự nhiên cũng phải hủy bỏ. Tộc nhân suốt ngày nội đấu, Bản Vương nhìn cũng thấy chán rồi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Bản Vương cũng muốn giao đấu với lão già Trấn giữ Phụng Thiên Thành kia một lần nữa. Vết thương mà hắn để lại cho ta năm đó, đến nay vẫn còn âm ỉ đau. Cực Bắc vực, băng giá vạn dặm, bên trong tẩm cung của La Sát Chi Vương, cảnh tượng diễm lệ có thể thấy ở khắp mọi nơi chỉ là đồ trang sức bằng đầu lâu, rượu vang đỏ sền sệt trong ly, đều khiến cho sự diễm lệ này mang theo hơi lạnh ghê người. Trên chiếc giường lớn với màn lụa đỏ, đang nằm bốn nam một nữ. Nam đều là nam tử tuấn tú của nhân tộc, đang ra sức lấy lòng nữ tử kia, nụ cười trên mặt mỗi người đều rất miễn cưỡng, trong mắt cũng có sự sợ hãi và hoảng sợ không thể che giấu. Mà nữ tử kia tự nhiên là La Sát nữ vương, tư thế yêu kiều, dung mạo tuyệt mỹ chỉ là làn da không phải màu sắc của người thường, mà hiện lên màu xanh nhạt. Tộc La Sát ai cũng biết, nam tộc nhân đều có dung mạo xấu xí, nữ tộc nhân thì có nhan sắc tuyệt trần. Tuy nhiên, bọn họ đều có một điểm chung, thích ăn thịt người, uống máu người, La Sát nữ vương đang nhắm mắt hưởng thụ dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có một tia đỏ như máu chảy xuôi. Bốn nam tử còn chưa kịp phản ứng, đã thân thủ dị xứ có nữ la sát hầu hạ tiến lên rung rẩy nói vương chẳng lẽ mấy nam tử nhân tộc này chọc giận người sao la sát nữ vương liếm máu tươi bắn lên khóe miệng xua tay bọn họ chỉ là lương thực mà thôi ai lại đi nổi giận với thức ăn chứ vừa rồi cảm nhận được một tia hơi thở bất thường chỉ vậy thôi trong mắt nàng lóe lên một tia nghi hoặc lẩm bẩm lại là u minh chi khí ngoài a tu la vương và la sát nữ vương ở khắp nơi trong tứ vực những tồn tại tối cường ẩn dấu kia cũng từ từ thức tỉnh khỏi giấc ngủ say. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, không thấy ngày tận thế đến. Có tồn tại lựa chọn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Có tồn tại trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng, rời khỏi nơi cư trú ban đầu. Trên bầu trời đêm của Nam vực, một con bạch lộc với cặp sừng bảy màu nhìn thoáng qua hướng tây, sau đó thu hồi tầm mắt. Nó dẫm lên màn đêm, như sao băng xẹt qua lao về hướng Tấn Dương Thành. Đại chiến qua đi, khắp nơi hoang tàn. Sở vương nhìn đại địa đổ nát, thở dài một tiếng, Tây vực từ nay về sau không còn Quỳnh Vũ Thành nữa. Tần Phong ở một bên lên tiếng, ít ra, mọi người vẫn còn sống. Sở vương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía bốn phía. Các tướng sĩ sống sót thu dọn di vật của đồng đội đã khuất, chăm sóc những người bị thương. Một tia nắng ban mai xé toạc màn đêm, khiến cho đại địa u ám này khôi phục lại một chút sinh khí. Chư vị tướng sĩ ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời, trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Nói đúng, ít ra mọi người vẫn còn sống. Mà chỉ cần còn sống, thì còn có hy vọng. Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía Tần Phong, thần sắc nghiêm nghị, lần này Tây vực gặp thiên tai mà có thể bình an vượt qua, ngươi công lao rất lớn, ta sẽ bẩm báo toàn bộ sự việc cho Phụng Thiên thành Minh Hoàng ta bất quá chỉ làm chút việc trong khả năng cuối cùng vẫn là quỷ thủ đại nhân xuất hiện mới có thể xoay chuyển càng khôn tần phong nói xong liền đảo mắt tìm kiếm tung tích bắt quỷ thủ cuối cùng ở dưới một gốc cây cổ thụ nhìn thấy tây vực tư mệnh và quỷ thủ đại nhân đứng cạnh nhau hình như đang nói gì đó tần phong hiếp mắt tâm tư bát quái bùng cháy dù sao vị quỷ thủ đại nhân này rất có thể chính là lão cha không đáng tin cậy của hắn có gian tình tần phong nhớ mày lặng lẽ tiến về phía gốc cây thế nhưng động tác nhỏ này của hắn làm sao qua mắt được hai vị thần vũ võ giả cao phẩm dưới gốc cây hai người ngừng trò chuyện đồng thời nhìn về phía hắn tần lão cha dưới lớp mặt nạ trắng lộ ra vẻ cổ quái sau đó cố ý trầm giọng nói ngươi làm gì vậy trong trường hợp không thể xác định chắc chắn thân phận đối phương tần phong rung lên sau đó cười gượng nói vãn bối đến để cảm tạ quỷ thủ tiền bối dù sao lúc trước nếu không có tiền bối ra tay ta sợ là đã cửu tử nhất sinh không cần khách sáo ta chỉ là vừa lúc đến mà thôi tần phong ngập ngừng muốn tiếp tục mở miệng thăm dò lúc này sở vương lại đi tới nói vài câu cảm kích cùng với sự lo lắng đối với thiên tai tây vực lần này hai vị đại lão đang nói chuyện chính sự tần phong tự nhiên không tiện tiếp tục quấy rầy chỉ có thể lui sang một bên hắn đi tới bên cạnh hai nàng mở miệng hỏi thăm tình huống gặp gỡ quỷ thủ đại nhân nghe xong tần phong trầm ngâm xem ra quỷ thủ tiền bối chính là đến tây vực để cứu nguy rất có thể là hậu chiêu của thiên giám quốc sư trước đó phó tiền bối nói quỷ thủ tiền bối có lẽ chính là lão cha không đáng tin cậy của ta hiện tại ta cũng bắt đầu có chút hoài nghi chỉ là hắn đeo mặt nạ trắng không nhìn thấy dung mạo thật vạn nhất nhận nhầm chẳng phải là ngại ngùng sao hai vị phu nhân các nàng thấy thế nào? Trong mắt Thương Phi Lan xẹt qua một tia mất tự nhiên. Liễu Kiếm Ly muốn nói lại thôi. Là thê tử của Tần Phong, các nàng tự nhiên không muốn lừa gạt phu quân. Thế nhưng lời đến bên miệng, hai người lại cảm thấy ấy nấy. Nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, Tần Lão Cha cứ nhìn chầm chầm các nàng như vậy. Chúng ta cũng không rõ. Hai người có chút ấy nấy, dù sao cũng đã nói lời trái lòng, lừa gạt phu quân của mình. Tần Phong vuốt cầm, trầm ngâm nói, xem ra, chỉ có thể đợi lát nữa xác nhận lại với phó tiền bối. Ta thấy ngươi vẫn luôn nhìn về phía bên kia, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao, sở vương hiếu kỳ hỏi. Tần lão cha hoàng hồn, chỉ là nhìn thấy từ trên người bọn họ, bóng dáng của bản thân năm xưa. Tam phẩm kiếm thần trẻ tuổi nhất lịch sử, quả nhiên là bất phàm, giả lấy thời gian, nàng ta có lẽ có thể đạt đến siêu việt cảnh giới trong truyền thuyết còn nữ tử thương long kia tương lai cũng vô cùng sáng lạn sở vương tán thành hai vị nữ tử kia tự nhiên không tệ bất quá tần công tử cưới được các nàng cũng không phải hạng tầm thường ta ngược lại có chút hiếu kỳ vị tần gia chủ kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào có thể bồi dưỡng ra một công tử như vậy tần lão cha nghe vậy nghiêm mặt nói hổ phụ sinh hổ tử con trai đã lợi hại như vậy người làm cha tự nhiên càng hơn một bậc sở vương nghe vậy khẽ giật mình sau đó phụ họa đúng là có lý dừng một chút hắn lại lên tiếng lần này tây vực gặp thiên tai may mắn có quỷ thủ đại nhân ra tay mới có thể hóa hiểm thành an ta nhất định sẽ nói rõ việc này với minh hoàng tần lão cha lập tức đáp nếu có thể hy vọng có thể gạt bỏ ta ra khỏi thiên tai tây vực việc này sở vương lộ vẻ khó xử ta đã không còn là bắt vực tư mệnh hơn nữa đã có thứ để lưu luyến lần này xuất hiện ở tây vực cũng chỉ là nhận mệnh thiên giám quốc sư mà thôi nghe đối phương nói năng kiên quyết sở vương rốt cuộc gật đầu thở dài nếu đã như vậy ta hiểu rồi chờ sở vương rời đi phó nhược vân tiến lên nhướng mày hỏi ngươi không nói thân phận thật sự của mình cho tiểu tử kia sao chưa đến lúc tần lão cha cũng có suy tính của riêng mình. Ra là vậy, nhưng mà phải làm sao bây giờ, ta đã nói suy đoán của mình cho hắn, tuy rằng hắn còn chưa thể xác định, nhưng chắc hẳn đã hoài nghi ngươi rồi. Phó Nhược Vân có chút ấy nấy nói. Tần lão cha nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Trên thế gian này, luôn có đủ loại thiên tai nhân họa, sinh ly tử biệt. Người đã khuất đã khuất, người sống còn có con đường của riêng mình. Mọi người tụ họp ở Quỳnh Vũ Thành, cũng rốt cuộc đến lúc phải chia tay. Bạch vô địch hỏi thăm Tần Phong về tung tích tiểu bạch, liền dự định mang theo mặt Tam Di đi tìm kiếm. Nàng đã nghe được từ miệng yêu thú chạy tới, long mạch chi địa của mình đã mất đi long linh, phẫn nộ sau đó, cũng bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Mà không cần phải tranh đoạt long mạch chi địa với những yêu vương khác, nàng cũng quyết định sẽ tiếp tiểu bạch về bên cạnh mình, cùng nhau sinh sống. Tây vực xuất hiện biến cố lớn như vậy, sở vương và tư mệnh phó nhược vân tự nhiên là có việc bận. Hơn nữa sự xuất hiện của u minh quỷ giới, cùng với tồn tại đáng sợ kia, cũng là một tầng bóng ma, bao phủ trong lòng bọn họ, không xua tan được. Bọn họ có quá nhiều chuyện cần phải xác nhận, liền vội vàng cáo từ. Chỉ là lúc Phó Nhược Vân rời đi, Tần Phong còn gặn hỏi một phen, nhận được lại là câu trả lời như vậy, về suy đoán thân phận quỷ thủ trước đó, nàng đã nhầm, nhưng tần phong vẫn từ trong ánh mắt không được tự nhiên của đối phương ngửi được một chút mùi vị khác thường võ hầu quân xuất chinh tây vực hiểm tượng hoàng sinh cũng đến lúc phải trở về đối mặt với những kẻ địch cường đại chỉ tổn thất ba thành tướng sĩ võ hầu quân có thể nói là chết đi sống lại mà thương vong thấp như vậy đều là bởi vì tần phong ra tay mỗi một vị tướng sĩ khi nhìn về phía hắn đều tràn đầy cảm kích ngoài phế tích quỳnh vũ thành võ hầu quân các tướng sĩ đã chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Liệt Anh hỏi, Tần quân sư thật sự không cùng chúng ta trở về sao? Tần Phong lắc đầu, trước khi trở về Phụng Thiên Thành, ta còn có chút chuyện cần phải xử lý. Sự xuất hiện của khe nước U Minh quỷ giới, gián lâm của tồn tại đáng sợ, khiến Tần Phong càng cảm thấy việc nâng cao thực lực là chuyện cấp bách. Cho nên, hắn muốn trước khi rời khỏi Tây Vực, mượn chiếu thiên thạch của đồ sơn hồ tộc, tích lũy đủ hồng môn tiên khí để bước vào tứ phẩm tiêu giao cảnh đương nhiên thượng cổ thần tức có thể giúp các nàng nâng cao tu vi hắn cũng phải cố gắng thu thập một ít ngoài ra bốn chữ kia mà tàn hỏa hiển lộ vẫn luôn hiện lên trong đầu không xua tan được sau khi rời khỏi tây vực hắn còn phải đi nam vực tấn dương thành đến bộ phần của lý dương tiền bối để tìm hiểu ngọn ngành tây vực đồ sơn hồ tộc một tháng đã trôi qua kể từ sau khi thiên tai kết thúc ầm um, ầm um, ầm um, tiếng va chạm liên tiếp vang lên từ khu vườn yêu thích của hữu tô thiên duyệt nơi đây giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn mà tất cả đều là bởi vì hai nữ tử cách đó không xa các ngươi đã cùng ta luận bàn gần một tháng rồi cũng đủ rồi chứ hữu tô thiên duyệt nhớ mày nhưng lời vừa dứt một đạo kiếm quan với uy lực kinh người lại ập đến nàng bất đắc dĩ phải nghiêm túc ứng phó chính đuôi lay động thanh quan bình chướng trắng trước người. Kiếm quan ập tới, tiếng, soảng, giòn tan vang lên. Hữu Tô Thiên Duyệt thoáng kinh ngạc, rõ ràng lúc trước kiếm khí của đối phương còn chưa thể phá vỡ bình chướng của nàng, đây là yêu nghiệt phương nào, kiếm khí như sóng triều, liên miên bất tuyệt. Hữu Tô Thiên Duyệt nổi giận, thi triển thanh đăng đoạt mệnh, trực tiếp đánh liễu kiếm ly bay ra ngoài, phân định thắng bại, đúng lúc nàng cho rằng có thể thở vào nhẹ nhõm, thương phi lan lại đứng ra, kiếm ly tỷ đã thua ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta tiếp tục đi các ngươi đừng có quá đáng nàng đường đường là tộc trưởng đồ sơn hồ tộc sống đã lâu như vậy vạn yêu kính sợ khi nào lại phải chịu ấm ức như thế này cho dù là con hổ cái kia cũng chưa từng dây dưa như vậy thương phi lan nghe vậy cười lạnh ngày thứ ba đến đây ngươi đối với phu quân của chúng ta làm chuyện gì đừng nói là quên rồi ta hữu tô thiên duyệt cứng họng có khổ khó nói. Sau kinh nghiệm lần trước, nàng đối với Tần Phong đến mượn chiếu thiên thạch tu luyện, có thể nói là tránh còn không kịp. Nhưng sáng sớm ngày thứ ba, khi nàng đến tìm Tần Phong dùng bữa, lại thấy quanh thân hắn lóe lên kim quang. Nàng trong nháy mắt bị kim quang kia hấp dẫn, chỉ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó đang cuộn trào. Gần như là bản năng, hoặc là một loại hấp dẫn nào đó, nàng như mất hồn mà tiến lại gần. Nhưng nàng có thể thề, nàng đối với tần phong tuyệt đối không có ý đồ gì khác chỉ là bởi vì kim quan kia mà thôi nhưng thật trùng hợp cảnh tượng này lại bị liễu kiếm ly và thương phi lan nhìn thấy tiếp theo chính là luận bàn không ngừng nghỉ đêm nào cũng không tha chuyện cũ không muốn nhắc lại một đạo lôi đình đánh úp về phía hữu tô thiên duyệt kéo nàng trở về hiện thực nhìn la quần trên người có thêm một điểm cháy đen nàng tức giận không thôi đây đã là bộ váy thứ bảy bị hủy trong tháng này thật là tức chết mà. Bên cạnh chiếu thiên thạch, Tần Phong thở ra một hơi, tuy rằng đã tu luyện một tháng, nhưng hắn lại cảm thấy thần thanh khí sản, nhờ bảo vật hỗn nguyên tàn phá này, mấy ngày trước hắn đã hấp thu đủ lượng hồng môn tiên khí trong thần hải. Chỉ là bảo vật như chiếu thiên thạch có muốn gặp lại cũng khó, rời khỏi tây vực, sẽ không còn cơ hội sử dụng nữa. Cho nên mặc dù hồng mông tiên khí đã đủ, hơn nửa thượng cổ thần tức cũng tích lũy không ít, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục ở lại nơi này. Cho đến hôm nay, cảm nhận được khí tức đã gần như không còn, hắn mới có chút tiếc nuối, cũng nên rời đi thôi. Khi nhất tiền bối hiện ra, Hiếu Kỳ hỏi, vì sao không trực tiếp hấp thu hết hồng mông tiên khí ở đây, đột phá đến cảnh giới tứ phẩm? Ta đã ở đây quá lâu, chắc nhị nương bọn họ cũng lo lắng rồi. Tiếp theo còn phải đi Nam Vực Tấn Dương Thành, thời gian gấp rút dù sao hồng mông tiên khí cần thiết đã đủ hấp thu đột phá ở đâu cũng như nhau cũng có lý hiên nhất gật đầu đúng rồi tiền bối về u minh quỷ giới mà ta đã nói với người trước đó người có nhớ ra điều gì không tần phong hiếu kỳ hỏi hiên nhất trầm ngâm một lát sau đó đáp tam giới chi địa mỗi nơi đều có chủ mà kẻ có thể thống lĩnh tứ phương quỷ vương ta chỉ có thể nghĩ đến quỷ chủ của u minh quỷ giới chỉ là về U Minh quỷ giới, từ thời đại của ta, đã phong bế nhiều năm tháng, ghi chép trong điển tịch cũng chỉ có vài lời ít ỏi. Còn về cánh tay xương băng giá kia. Khi nhất lắc đầu, trong ký ức không đầy đủ không có miêu tả liên quan, có lẽ đợi ngươi đến Nam Vực, đến mộ phần của Lý Tiền Bối kia, có thể biết thêm tin tức về U Minh quỷ giới. Tần Phong gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Vừa dứt lời, toàn bộ đồ sơn đột nhiên chấn động. Tần Phong nhớ mày, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hai vị phu nhân của ta vẫn còn đang luận bàn với tô tộc trưởng sao. Sáng sớm hôm sau, dưới chân núi Đồ Sơn, bên ngoài kết giới ảo thuật. Tần Phong nghĩ đến khu vườn đã trở thành đống đổ nát, vẻ mặt ngượng ngùng nói, khoảng thời gian này, đã quấy rầy rồi, cảm tạ thiên duyệt tộc trưởng cho mượn chiếu thiên thạch tu luyện. Về khu vườn đổ nát kia, nếu muốn xây dựng lại, ta có quen biết một nhóm thợ thủ công giỏi, có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn khôi phục, ngươi xem. Liễu Kiếm Ly và Thương Phi Lan nghe vậy, sắc mặt không đổi. Hữu Tô Thiên Duyệt lại cười lạnh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng Tần Phong lại hiểu rõ, đối phương đang bảo hắn cút. Nếu không cần ta giúp đỡ, vậy chúng ta cáo từ. Tần Phong ho khan một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra lông đuôi kim sĩ đại bằng, thần niệm rót vào trong đó. Không lâu sau, trên bầu trời bị bóng đen bao phủ chính là kim sĩ đại bằng nó từ trên cao đáp xuống thân hình không ngừng thu nhỏ cho đến khi biến thành chim ưng đậu trên vai tần phong ngữ khí bất thiện nói rồi sau khi đi theo ngươi mỗi ngày đều phải dùng chính khí tẩy lễ cho ta vì sao nuốt lời tần phong cứng họng một mực mượn chiếu thiên thạch hấp thu hồng môn tiên khí và thượng cổ thần tức vậy mà lại quên mất chuyện này ta bận tu luyện quên mất chuyện này sao ngươi không nói sớm với ta tần phong thuận thế đổ lỗi kim sĩ đại bằng tức giận nói kết giới ảo thuật của đồ sơn ta làm sao phá giải được một tháng nay ta vẫn luôn muốn vào đồ sơn nhưng tìm không thấy lối vào tần phong có chút ngượng ngùng đừng giận bây giờ giúp ngươi tẩy lễ cũng như nhau thôi vừa dứt lời hắn liền đưa tay chạm vào kim sĩ đại bằng chính khí trong tay ngưng tụ lưu chuyển qua thân thể đại bằng chỉ trong nháy mắt kim sĩ đại bằng đã lộ ra vẻ hưởng thụ cho dù chỉ là một chút xíu thượng cổ thần tức, đối với nó mà nói, cũng là vô giá chi bảo, hữu tô thiên duyệt thấy vậy, khẽ giật mình, cảm giác quen thuộc kia lại ập đến, trong lòng dâng lên một cổ chấn động khó tả, muốn nàng đến gần tần phong. Nàng thậm chí còn sinh ra ảo giác, hy vọng mình có thể thay thế kim sĩ đại bằng, được tần phong vuốt ve, ta nhất định là điên rồi. Hữu tô thiên duyệt lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Mà kim sĩ đại bằng đã được thỏa mãn, bay lên không trung, thân hình biến lớn, chở Tần Phong cùng mọi người bay về hướng Nam Vực. Tần Phong rốt cục cũng đến lúc rời khỏi Tây Vực. Hữu Tô Thiên Duyệt nhìn chấm đen nhỏ dần trên bầu trời, trên mặt mơ hồ có chút hụt hẫng. Hữu Tô Hiểu Nguyệt ở bên cạnh thấy vậy, kinh ngạc nói, tộc trưởng, chẳng lẽ tỷ đối với tên háo sắc kia. Lời còn chưa dứt, Hữu Tô Thiên Duyệt đã gõ lên đầu nàng ta, đừng nói bậy, nhất định là kim quan trên người hắn có gì đó kỳ quái không được, ta phải về xem lại tộc sử, làm rõ nguyên nhân. Kim sĩ đại bằng với tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ trong vòng một ngày, Tần Phong cùng mọi người đã quay trở lại Tấn Dương Thành ở Nam Vực. Tấn Dương Thành giờ đây đã chính thức trở thành thiên thành, từ quy mô thành trì cho đến lực lượng phòng thủ đều không thể so sánh với trước đây. Mà trước đó, Tần Phong đã biết, Thạch Tử Minh, kẻ ham mê kỹ viện, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Chu Đại Nhân, đã bước vào cảnh giới bách quỷ tứ phẩm, trở thành trạm yêu ti tư chính nơi đây, xem như là một bước lên mây. Hắn đến trạm yêu ti, hỏi thăm vài vị trạm yêu nhân, muốn chào hỏi Dương Hạo và Trương Thiên Nam, ôm lại chuyện cũ, nhưng được biết hai người đang ra ngoài làm nhiệm vụ, không có ở trong trạm yêu ti. Liếc nhìn Thạch Tử Minh đang bị văn thư chất đầy bàn, Tần Phong miễn cười lặng lẽ rời đi. Chỉ là trước khi đi, hắn còn cố ý để lại vài vò tiên nhân túy nhà cũ của tần phủ có người dọn dẹp, nhưng mặt tỷ và tiểu bạch đã không còn ở đó. Việc kinh doanh của vọng nguyệt cư vẫn rất thịnh vượng, kế hoạch tiếp tục mở thêm chi nhánh ở Nam Vực Thiên Thành, tần phong cũng giao toàn quyền cho bàn trưởng quầy phụ trách. Bàn trưởng quầy hiện tại, ở Tấn Dương Thành này cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Đến con phố từng là nơi tọa lạc của thính Vũ Hiên, vị sư phụ tốt bụng thích nằm trên ghế mây, bên cạnh là một bình rượu đã không còn thấy bóng dáng còn con trai của người bán kẹo hồ lô trung niên vẫn ngồi bên quầy hàng cầm quyển sách trên tay miệt mài đọc tần phong lộ vẻ an ủi lại không khỏi thở dài một tiếng chỉ cảm thấy nhân sinh chính là như vậy tuế nguyệt như dòng nước chảy trôi đi không ngừng cuối cùng hắn dẫn hai nàng đến trước mộ phần của lý dương tiền bối bia mộ do hạ nhân của tần phủ định kỳ phụ trách quét dọn không có cỏ dại sạch sẽ gọn gàng văn bia phía trên cũng rõ ràng có thể thấy được hắn bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh bia mộ lại có thêm một bình rượu bình rượu này cực kỳ quen thuộc đó rõ ràng là bình rượu của sư phụ tốt bụng trên mặt đất trước mộ còn có vết rượu nhàn nhạt chưa khô hẳn có thể thấy được sư phụ tốt bụng mới đến đây không lâu tần phong vội vàng nhìn về bốn phía nhưng ngoại trừ dãy núi trùng điệp còn có thanh phong thổi qua xào xạc cây một không thấy một bóng người chắc là bỏ lỡ rồi hắn lắc đầu trong lòng có chút tiếc nuối, sau đó đi đến trước mộ phần, lẩm bẩm, lý tiền bối, người bảo ta đến nơi này, rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói cho ta biết. Tay phải vuốt ve thạch bia, văn bia trên bia mộ lại phát ra một trận kim quang, tiếp đó một đạo thanh khí từ trên trời giáng xuống, rót vào đỉnh đầu Tần Phong. Tất cả những điều này đến quá đột ngột, Tần Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc như muốn nổ tung. Ngay trong lúc mê mang và hỗn loạn, những hình ảnh rời rạc lại hiện lên trong đầu, trong đó có một giọng nói vô cùng quen thuộc, chính là Lý Dương tiền bối, lời nói đức quảng vang vọng bên tai, đó là Lý Dương đang truyền đạt một thông tin nào đó cho Tần Phong. Năm ngàn năm trước, U Minh Quỷ Giới bị xâm lược. Cái đó, tồn tại đã phá hủy phát tắc của Quỷ Giới, U Minh Quỷ Giới. Không thể nào chiêu dẫn linh hồn đã chết nữa. Luân hồi chuyển thế. Không thể phục hồi quỷ chủ năm xưa tử trận. Tứ phương quỷ vương, khổ sở chống đỡ. Quỷ chủ để lại một hạt giống hồn. Ngàn năm hoàng hồn, ngàn năm sinh khu, ngàn năm khai trí, ngàn năm giáng thế. Hiện tại u minh quỷ giới. Nên đón tân quỷ chủ, chỉ là cái đó. Tồn tại, vẫn đang hoành hành. Khe nước quỷ giới mở ra. Tuy ta đã đóng nó lại, nhưng nước vỡ khó hốt, bọn chúng nhất định sẽ nghĩ cách mở ra lần nữa. Cẩn thận, cẩn thận. Tiên giới, đã. Cơn đau dữ dội xé rách từng dây thần kinh của Tần Phong, thiên địa này dường như đang cản trở Lý Dương truyền tin từ U Minh quỷ giới đến nhân gian. Liễu Kiếm Ly và Thường Phi Lan lo lắng không thôi, vội vàng tiến lên xem xét tình hình của Tần Phong. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, hai nàng rõ ràng chỉ thấy phu quân sờ vào bia mộ, sau đó liền biến thành bộ dạng này. Thông tin hỗn loạn vẫn đang khoái đảo trong đầu, dường như muốn phá vỡ đại não của tần phong tần phong vốn có thể lựa chọn vững vàng tâm thần không để ý đến những tin tức này nhưng hắn lại có một loại cảm giác nếu không liều mạng ghi nhớ những tin tức này sẽ giống như hoa trong gương trăng dưới nước trong nháy mắt bị hắn lãng quên vì vậy hắn cắn chặt răng cố gắng chống đỡ cho đến khi qua một nén nhang cơn bão trong đầu mới dần dần lắng xuống tần phong hai gối quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất gân xanh trên trán nổi lên, thở hỗn hển. Từ những thông tin hỗn loạn đó, hắn cũng coi như đã sắp xếp được một số manh mối. Hữu Tô Thiên Duyệt phỏng đoán không sai, U Minh quỷ giới quả thực đã xảy ra biến cố, có tồn tại đáng sợ gián lâm, không chỉ giết chết quỷ chủ đời trước, thậm chí còn phá hủy pháp tắc của U Minh. Chỉ là mỗi khi Lý Dương tiền bối nhắc đến tồn tại đó, âm thanh liền giống như bị xóa bỏ, căn bản không nghe thấy gì, Hiên nhất tiền bối vẫn luôn ở trong thần hải của Tần Phong, những hình ảnh rời rạc đó, hắn cũng đều chứng kiến. Chờ đến khi Tần Phong hồi phục tinh thần, hắn mới trầm giọng nói, tồn tại siêu Việt, đứng trên thiên địa pháp tắc. Trừ phi có thể đạt đến cùng cảnh giới với bọn chúng, nếu không không ai có thể nhận biết sự tồn tại của bọn chúng, cũng không ai có thể kiên kỵ danh hiệu của bọn chúng. Ngươi sở dĩ không nghe thấy tên của bọn chúng, chính là bởi vì như thế. Bọn chúng siêu việt chi cảnh có thể xâm chiếm u minh quỷ giới thực lực của tồn tại đó nhất định kinh khủng nhưng điều khiến hiên nhất và tần phong lo lắng nhất chính là rốt cuộc lý dương tiền bối muốn nói gì tiên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ở tiên giới cũng xảy ra biến cố giống như u minh quỷ giới hay là còn tồi tệ hơn phu quân phu quân chàng không sao chứ bên tai truyền đến tiếng gọi lo lắng của thê tử tần phong chậm rãi mở mắt sau đó lắc đầu, ta không sao, chỉ là hơi choáng đầu. Vừa rồi chàng làm sao vậy, liễu kiếm ly thần sắc lo lắng. Tần Phong được thường phi lan diều, chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn bia mộ của Lý Tiền Bối, nghiêm mặt nói, chúng ta bây giờ trở về Phụng Thiên Thành, trên đường ta sẽ nói rõ với các nàng. Tin tức quan trọng như vậy, hắn nhất định phải báo cho Thiên Giám Quốc Sư. Kim sĩ đại bằng nghênh gió bay lên, mang theo Tần Phong cùng hai nàng hướng Phụng Thiên Thành bay đi sau khi các bụi cuộn lên bình rượu đặt bên cạnh bia mộ lại nứt toát hóa thành tro bụi không lâu sau một lão giả chậm rãi đi đến trước bia mộ vuốt ve văn bia nếu tần phong ở đây nhất định sẽ kích động vạn phần bởi vì lão giả chính là vị sư phụ tốt bụng của hắn bách lý lão nhân năm đó tiểu tử kia khắc cho ngươi bài văn bia này hóa thành văn bảo ta liền ôm tâm lý thử xem thúc giục nó không ngờ lại mở ra một khe hở giữa U Minh và Nhân gian. Mà ngươi cùng 10 vạn quan hồn tướng sĩ, cũng có thể bước vào U Minh quỷ giới bị phong ấn 5.000 năm. Ngay cả quỷ chủ cũng có thể đánh chết. Xem ra biến cố của tiên giới và U Minh, còn vượt xa dự đoán của ta. Nhân gian, liệu có thể tiếp tục tồn tại sau kiếp nạn này? Trong đôi mắt đục ngầu của bách lý lão nhân, tràn đầy tang thương. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng, một góc bia mộ lại nứt ra một đường cùng lúc đó bụi đất trên mặt đất tụ tập lại tạo thành một dòng chữ bảo vệ tốt tiểu tử kia một trận cuồng phong thổi qua thổi bay bụi đất bách lý lão nhân nhướng mày cười nói đồ nhi của ta ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt cần gì ngươi phải nói huống chi tiểu tử kia có lẽ là biến số của kiếp nạn này cũng nên biến cố tây vực truyền đến phụng thiên thành vào lúc ấy có thể nói là dấy lên làn sóng ngập trời thiên tai quỷ họa cấp bậc trên cả cấp a toàn bộ đại càng đã không biết bao lâu chưa từng gặp phải vậy mà giờ lại xuất hiện về phần tên quỷ diện nhân thần bí kia làn sóng yêu quỷ tây vực nổi loạn còn có cả con yêu quỷ ngạo nhân đáng sợ càng khiến cho mỗi người đều hoang mang lo sợ bất quá may mắn là mọi chuyện đều đã qua mà lần này có thể giải quyết thiên tai tây vực ngoại trừ nỗ lực của võ hầu quân cùng sở vương quân cùng với lực chiến đấu cường đại của trảm yêu ti, còn phải kể đến người đàn ông kia, Tần Phong, các ngươi có nghe nói chưa, nếu không phải lần này Tần Sư cùng Võ Hầu Quân cùng nhau đi Tây Vực, thì Tây Vực nguy rồi. Tin tức lớn như vậy tự nhiên là nghe nói rồi, lúc trước Tần Sư ở bên ngoài hạo văn viện thể hiện binh pháp, ta đã cảm thấy Tần Sư không phải người thường, lần này càng chứng thực quan điểm của ta. Quỳnh Vũ Thành, Tần Sư lơ lửng giữa không trung, đứng trên đỉnh tinh thần, Vận dụng binh pháp như thần, chém giết yêu quỷ không có chút sức phản kháng. Chuyện này có gì, các ngươi căn bản không biết, lần này Tây vực có thể vượt qua cơn nguy cơ này, còn phải nhờ vào tài ăn nói của Tần sư, thuyết phục Bạch Hổ cùng đồ Sơn Hồ tộc, cùng nhau thảo phạt kẻ địch xâm lược Tây vực, nếu không có trợ giúp của những yêu quỷ đó, chỉ bằng vào nhân tộc chúng ta, chưa chắc đã có thể chiến thắng. Ta nghe được nội dung, có chút khác với cách nói của ngươi a, à, khác chỗ nào? nam tử cười khà khà một tiếng vẫy vẫy tay ý bảo mọi người ghé tai lại gần mọi người đều biết tây vực bạch hổ đại yêu còn có tộc trưởng đồ sơn hồ tộc đều là mỹ nhân có tin đồn rằng tần sư vì thuyết phục các nàng gia nhập đại quân thảo phạt thậm chí không tiếc hy sinh sắc tướng mọi người nghe vậy lòng hiếu kỳ bùng cháy có chuyện này sao nhưng hai vị nương tử của tần sư không phải cùng đi tây vực sao lần thiên tai tây vực này hai người các nàng cũng là công lao không thể bỏ qua không nói những cái khác liệu kiếm ly có thể đồng ý để tần sư hy sinh lớn như vậy sao chuyện này còn giả sao thực lực của tây vực bạch hổ cùng tộc trưởng đồ sơn hồ tộc còn hơn cả hai vị nương tử của tần sư cho dù các nàng không đồng ý cũng không có cách nào a à. hơn nữa các ngươi không hiếu kỳ sao vì sao tai họa tây vực đã qua hơn một tháng rồi tần sư bọn họ còn chưa trở về vì sao hình như là tần sư lại đi đồ sơn một chuyến, còn nợ nần gì đó. Các ngươi phải biết một chút, đồ sơn hồ tộc đó đều là yêu tinh biết cách hành hạ người khác a. À, tần sư lần này vì Tây Vực, hy sinh thật sự là quá lớn. Thật sự là như thế, thật sự là khiến người ta hâm mộ. Từng cụ, ý của ta là, thật sự là khó cho tần sư. Đúng vậy, khó cho tần sư. Đương nhiên, ngoại trừ những tin đồn bát quái này, đáng chú ý nhất vẫn là tần phong bằng vào thủ đoạn văn bảo kia liên kết lực lượng của chúng tướng sĩ phát huy ra lực chiến đấu vượt xa tưởng tượng chúng tướng sĩ đế đô bao gồm cả minh hoàng khi nghe được chuyện này đều là trong lòng chấn động và vui mừng dù sao phương pháp như vậy nếu có thể lưu truyền ra ngoài đối với toàn bộ đại càng mà nói đều là một chuyện tốt trời ban hoàng cung ngự thư phòng minh hoàng đang phê duyệt tấu chương trong tay mà lý tổng quản bên cạnh thì đang bẩm báo tin tức thưởng cho tần gia đã soạn thảo xong chỉ chờ bệ hạ xem qua về phần thiên tai tây vực u minh quỷ giới xuất hiện vết nứt nô tài đã cùng liệt tướng quân và sở vương truyền tin không cho phép tướng sĩ tùy ý truyền bá nếu không nhất luật xử lý theo quân pháp hiện giờ điểm chú ý của mọi người ở phụng thiên thành đều dồn vào tần công tử không ai bàn luận về u minh quỷ giới Nghe được bốn chữ u minh quỷ giới, Minh Hoàng nhíu mày. Tin tức về u minh quỷ giới thật sự là quá mức chấn động, nếu để cho dân chúng biết được, nhất định sẽ gây ra khủng hoảng không cần thiết, tự nhiên không thể để cho người ta truyền bá ra ngoài. Thiên giám quốc sư bên kia có hồi âm gì không? Quốc sư đại nhân chỉ hồi âm bốn chữ, đều là số mệnh. Trong mắt Minh Hoàng xẹt qua một tia trầm tư, sau đó gật gật đầu, khép tấu chương trong tay lại hỏi, Tần gia tiểu tử kia vẫn chưa trở về sao? Lý Tổng quản cung kính đáp, hồi bẩm bệ hạ, theo như người của Ngục La Ti truyền báo, Quỳnh Vũ Thành bị diệt, ngạo nhân bị chém giết sau, tần công tử liền đi tới Đồ Sơn, hơn nữa vừa ở lại đó một tháng. Hiện giờ trong Phụng Thiên Thành có không ít tin đồn, nói tần công tử vì giải quyết thiên tai Tây Vực, không tiếc hy sinh sắc tướng. Minh Hoàng bật cười, tam nhân thành hổ, lời đồn đãi vô căn cứ, cũng có người tin sao, không nói Tần gia tiểu tử kia có lá gan đó hay không, cho dù thật sự có, Liễu Kiếm Ly hoặc là Long tộc nữ tử cũng sẽ lật tung đồ sơn lên mất. Bệ hạ nói chí phải. Lý công công cười nhẹ một tiếng, sau đó lại đưa lên một phần tấu chương, "Bệ hạ, đây là mật báo khác mà Ngục La Ti truyền về." Minh Hoàng tiếp nhận mật báo, mở ra xem, nội dung bên trong là thuật lại kỹ càng về tình hình chiến đấu ở Quỳnh Vũ thành. Trong đó có mấy chữ lại trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của minh hoàng kinh thần chi kỷ chiến lược vô song nghi ngờ là bắt vực tư mệnh quỷ thủ đại nhân trước kia minh hoàng nhướng mày im lặng đặt mật báo xuống nếu hắn nhớ không lầm lúc trước trong báo cáo của lý công công có nhắc tới tần gia gia chủ tần kiến an đã từng rời khỏi tần phủ một khoảng thời gian mà khoảng thời gian đó vừa đúng lúc là lúc thiên tai tây vực bùng nổ có chút thú vị thật đúng là ứng với câu nói kia hổ phụ vô khuyển tử. Minh Hoàng cười nói. Lý Công Công nghe vậy, khẽ giật mình, trong lòng thầm oán trách, tần gia gia chủ kia, cũng xứng với hai chữ hổ phụ sao. Phụng Thiên Thành, Đông Môn, hôm nay triển thanh phong phụ trách canh giữ thành như cũ là trăm nhàm chán. Mà tên trảm yêu ti tân nhân hắn dẫn theo, trong khoảng thời gian này, cũng coi như có chút trưởng thành, chỉ là đầu óc vẫn còn thiếu căn cơ. Tiền bối, ta không hiểu, phụng thiên thành có trấn thần ti ngự tọa trấn căn bản không có yêu quỷ nào dám xâm nhập nơi này nếu đã như vậy vậy thì chúng ta ở đây canh giữ cửa thành có ý nghĩa gì phải biết rằng ban đầu ta gia nhập trảm yêu ti chính là vì chém yêu trừ ma bảo vệ bình an cho bá tánh ngươi canh giữ cửa thành cũng giống như bảo vệ bình an cho bá tánh hơn nữa nếu nơi này không cần người bỗng lộc của ngươi và ta từ đâu mà có nghe ta khuyên một câu đừng nên nghĩ những thứ không thực tế thế đạo này sống tốt còn hơn cái gì hết lời còn chưa dứt đột nhiên có cùng phong nổi lên bầu trời trên đỉnh đầu trong nháy mắt tối sầm lại hai người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một con kim vũ điểu thú to lớn che khuất cả bầu trời hai cánh gian ra không biết bao nhiêu trượng yêu thú là yêu thú vậy mà lại có yêu thú muốn xâm nhập phụng thiên thành ngữ khí của nam tử không biết là hoảng sợ hay là hưng phấn triển thanh phong biến sắc phụng thiên thành vốn an ổn vô cùng tại sao nửa năm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy hắn vội vàng muốn đốt pháo hiệu báo động cho đồng đội trảm ưu ti nhưng mà đúng lúc này hắn lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh sau lưng kim vũ đại bằng kia động tác trên tay nhất thời dừng lại tiền bối sao không đốt nữa nam tử nghiêng đầu nhìn triển thanh phong chỉ thấy đối phương ngây ngốc nhìn lên không trung ánh mắt theo đó nhìn sang mấy đạo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng đi đầu là một vị công tử mặt hắc y tuấn lãng, hai tay chắp sau lưng, một đầu tóc đen bay phất phơ trong gió, quả nhiên là khí vũ hiên ngang. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.